À, xin chào anh tùng ạ chào anh ngày hôm nay thật là mừng khi mà trưa nay thì thời tiết đã lạnh ra tạnh giáo cũng như là một số nơi thì đã hửng lên rồi và không biết là đêm nay và ngày mai thì trời lại có rét thêm hay không anh tùng dạ vâng thời tiết thì tạnh giáo hơn nhưng mà anh dương thấy là vẫn rất là rét đúng không ạ và đêm nay thì cũng như vậy thời tiết vẫn rét và có thể nói là rét cóng bởi vì là ở bắc bộ và bắc trung bộ thì nhiệt độ rất là ít thay đổi và thưa quý vị chúng ta hãy xem xem là nhiệt độ cụ thể như thế nào ạ Khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ cũng như là Bắc Trung Bộ thì tối và đêm nay nhiệt độ sẽ không vượt quá 11 độ C. Vùng núi là từ 3 đến 6 độ C và một số nơi vùng núi cao có thể là xuống mức nhiệt là dưới 0 độ C. Từ ngày mai thì nền nhiệt cả ngày lẫn đêm sẽ bắt đầu nhích dần. Bởi vậy thì hiện tượng băng giá sẽ duy trì đến ngày mai ở một số nơi như là tại Yên Tử hay là Bình Liêu của Quảng Ninh, Mẫu Sơn Lạng Sơn, Phiêu Bắc của Cao Bằng. Đối với đỉnh Phan thì có độ cao trên 3.000m thì cũng có thể là xuất hiện băng giá và thậm chí là cả mưa tuyết bởi vì ở đây có độ ẩm cao do có mưa. Để bảo vệ sức khỏe khi mà đi săn băng giá thì chúng tôi có một vài kinh nghiệm như thế này muốn chia sẻ với quý vị. Đó là ngoài mũ, khăn, găng tay thì du khách nên mặc nhiều lớp áo mỏng và hãy dán thêm miếng dán giữ nhiệt. Khoác một chiếc áo khoác dày chống nước ở bên ngoài. Quần thì cũng cần phải mặc nhiều lớp để cơ thể có thể giữ nhiệt tốt hơn. Về giày thì du khách nên chọn các loại giày da, bốt cao su, ủng đi mưa, có cổ cao, giữ ấm tốt và chống trơn trượt. Nhiệt độ thấp thì có thể là khiến cho các thiết bị điện tử giảm pin nhanh thậm chí là không hoạt động. Do đó du khách nên mang theo sạc và pin dự phòng cũng như là giữ ấm cho điện thoại bằng cách là luôn để trong túi quần áo có vào bọc. Còn bây giờ chúng tôi xin chuyển sang những thông tin trong một số nơi khác. Đợt không khí lạnh mạnh dự báo là tiếp tục gây mưa rét cho khu vực Trung Trung Bộ trong đêm nay và ngày mai ạ. Nhiệt độ cao nhất ở các thành phố từ Đồng Hới trở vào đến Quảng Ngãi ngày mai sẽ dao động là từ 16 cho đến 22 độ C và trời đôi lúc sẽ có mưa nặng hạt. Với Tây Nguyên và Nam Bộ thì thời tiết ngày mai ổn định đó là nắng. Nhiệt độ phổ biến từ 27 đến 30 độ cho khu vực Tây Nguyên, còn Nam Bộ thì sẽ nóng hơn đó là sẽ có mức nhiệt là từ 32 cho đến 34 độ C ạ.